Theo hãng tin AP, hàng trăm người đã bất chấp mưa xối xả để đứng ở cổng cung điện ngay sau khi có thông báo về việc nữ hoàng được giám sát y tế tại Balmoral, điền trang ở Scotland của bà. Một cầu vồng sống động trên bầu trời tốt sáng cho khung cảnh trong phút chốc, nhưng sự thế lương mau chóng bao trùm sau khi tin tức về việc nữ hoàng băng hà được công bố. Những tiếng cảm thán ôi không vang lên khắp nơi. Một số người đã khóc khi lá cờ Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trên dinh thự của nữ hoàng ở London được treo rủ trước khi sự im lặng đến tê tái bao trùm đám đông. Bà ấy vẫn là nữ hoàng chừng nào tôi còn sống, chừng nào cha mẹ tôi còn sống. Bà ấy thực sự là một phần rất, rất quan trọng. Điều này sẽ rất khủng khiếp, nhà môi giới tiền tệ Charlie Winston Home nói với AFP. Nhiều người nước ngoài cũng đến cầu chúc cho nữ hoàng, một số mang theo cả hoa. Là một người Pháp, ngay cả tôi cũng xúc động vì điều này. Bà ấy là một phần của văn hóa Anh, nhưng cũng là một phần của văn hóa toàn cầu, sinh viên Chloe Papay nói.